nghiệp là gì và câu trả lời của Đức Phật khiến muôn người thức tỉnh. Một hôm, có người hỏi Đức Phật rằng nghiệp là gì? Đức Phật trả lời: để ta kể cho các ngươi một câu chuyện. Một vị vua đang cưỡi voi đi thăm thú vương quốc của mình. Đột nhiên, ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói với cận thần của mình: không biết tại sao, nhưng ta muốn treo cổ chủ cửa hàng này. Người cận thần bị sốc. Nhưng trước khi ông ta có thể hỏi rõ lý do tại sao thì nhà vua đã đi tiếp. Hôm sau, người cận thần này tới cửa hàng hôm trước, ăn mặc như một người thường dân địa phương để tìm gặp chủ cửa hàng. Ông ta gợi chuyện rồi hỏi xem tình hình buôn bán của cửa hàng ra sao. Chủ cửa hàng là một người thương nhân buôn bán gỗ đèn hương, trả lời một cách buồn bã rằng anh ta hầu như chẳng có khách nào. Người ta cứ đến cửa hàng, ngửi mùi gỗ đèn hương rồi lại bỏ đi. Thậm chí họ còn khen ngợi chất lượng của gỗ đèn hương, nhưng không hiếm khi mua thứ gì. Hy vọng duy nhất của anh ta là việc nhà vua sớm qua đời. Có như thế thì người ta mới có nhu cầu mua thật nhiều gỗ đèn hương để phục vụ cho các công đoạn tang lễ. Và vì là người bán hàng gỗ đèn hương duy nhất ở đây, nên hẳn cái chết của nhà vua sẽ mang lại cơ hội làm giàu rất lớn cho anh ta. Đến lúc này, vị quan cận thần mới hiểu lý do tại sao nhà vua lại dừng lại trước cửa hàng của ông ta và bày tỏ ý muốn giết người chủ cửa hàng. Có lẽ ý nghĩ tiêu cực của người chủ cửa hàng bằng một cách siêu nhiên nào đó đã tác động tới nhà vua, và rồi khiến nhà vua cũng lại có ý nghĩ tiêu cực với anh ta như vậy. Vị quan cận thần vốn là một người có trí tuệ thâm sâu, đã ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Ông không nói cho người chủ cửa hàng biết mình là ai, cũng không tiết lộ ý muốn của nhà vua. Ngược lại, ông chỉ nói rằng mình muốn mua một ít gỗ đèn hương. Nghe thấy vậy, người chủ cửa hàng vô cùng vui mừng. Anh ta gói ghém món hàng rồi giao cho vị quan cận thần. Khi trở về cung điện, vị quan cận thần đi thẳng đến chỗ nhà vua và nói rằng: người thương nhân có một món quà cho bệ hạ. Nhà vua hết sức ngạc nhiên. Khi mở gói quà, nhà vua đã thấy vô cùng thích thú và ấn tượng trước màu vàng tinh tế của miếng gỗ và hương thơm kỳ diệu tuyệt vời của nó. Đang trong tâm trạng vui vẻ, nhà vua ra lệnh thưởng cho người thương nhân vài đồng tiền vàng. Trong thâm tâm, ông thầm tự trách mình rằng đã có ý nghĩ xấu khi muốn giết anh ta. Còn khi người bán hàng nhận được những món đồng tiền vàng do nhà vua thưởng cho, anh ta cũng hết sức sửng sốt. Anh ta bắt đầu nhận ra nhà vua là một đấng quân vương hào phóng, tốt bụng và đã cứu anh ta thoát khỏi cảnh phá sản. Anh ta cũng đã rất hối hận khi đã trót có ý nghĩ độc ác là mong cho nhà vua băng hà sớm chỉ để có thể bán được nhiều gỗ đèn hương. Vậy nghiệp là gì? Đức Phật hỏi lại các môn đồ sau khi kết thúc câu chuyện. Nhiều người đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, rằng đó là lời nói, là hành động, là cảm xúc của chúng ta. Nhưng Đức Phật đã lắc đầu và nói: suy nghĩ của các ngươi chính là nghiệp đó. Bài học: nghiệp không chỉ là ở hành động, mà nó còn thể hiện trong suy nghĩ của con người. Khi bạn nghĩ đến người khác với tâm niệm không tốt thì nghiệp sẽ hình thành. Mọi người phải chịu trách nhiệm về những hành động, từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm của mình. Muốn sướng hay khổ hoàn toàn do mình tự tạo, chứ không do một ai khác có quyền định đoạt sướng khổ cho mình. Vì vậy, muốn không bị tham sân si tà kiến thúc đẩy tạo nghiệp, chúng ta phải biết cách làm chủ lấy mình, không để những tư tưởng, ý kiến vô căn cứ lung lạc ý chí của chúng ta.